hôm nay chơi gì lạ quá. Còn nghé chà bá luôn rồi. Có nghe, có nghe nghé lần nào chưa? Nghé là bạn với con bò, cháu của con trâu, đúng rồi, chị của con gà, hai con gà nữa, đúng làm rồi. Miếng trâu, miếng nghé này với con gà, tôi từ nhỏ ăn gà, còn con là của em nha, con là của tôi. Mày nữa con thôi rồi, tao nữa con. À vậy mới thành nửa con, còn kia của đứa nhỏ. Mọi người coi cái tảng thịt nha, cầm cái tảng thịt lên cho anh em ta coi cái đó. Ồ cái này sườn, quay cạnh sườn ra. Wow, hôm nay đổi món đã lắm. Đây nè, trời ơi cái tảng thịt đập vô mặt nhau là sưng mặt luôn á. Đứa nào mà ăn gan là trội vô mặt nhau. Tại vì thằng Mạnh nó ăn nhiều quá nên mình phải chuẩn bị vậy nè. Thấy bình thường nhà mình ăn chừng miếng là đủ rồi. Ồ, chủ yếu là cái này, cái đó mình cũng có ăn đâu mấy bạn, khỏi lo. Ba Quỷ ăn xong rồi cũng đi toilet hết rồi. Mình ăn cái này là chính nè. Ủa, chuyên nghiệp quá trời, giống có bánh tét quá hả? Wow, quá ghê. Ghê chưa? Phần còn lại để mình ăn từ từ, miếng nữa cho để lát vô rách. Ăn nhiều quá chưa? Ghê chưa? Hôm nay mình chơi món mới mình... Nhưng mà không có bỏ cửa gà nha mọi người. Không bỏ cửa gà. Cái giấy này ok, ngon hơn giấy bữa rồi ta. Dài hơn hả? Dài hơn, giấy bữa dễ rách quá. Rồi mình ra mình chuẩn bị cho bạn mình nó làm cái đó đi. Đó. Đây nè anh em. Xong rồi nè. Đó, ngon làm chưa? Camera đi theo luôn. Rồi, rồi camera đi theo. Camera. Trước miếng này đi. Rồi. Kết quả. Tới gà nha. Nay mình chuyển qua ăn nghé với gà. Con gà mà lai với con nghé nó đẻ ra con gì mình chưa biết. Mọi người chờ mình ăn xong rồi nó đẻ ra.